Xin chào mọi người. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì nhân cái sự kiện đang diễn ra, làm một số nhiệm vụ để được tặng cái khẩu PP 2000 một ngày này. Thì cái chủ nhật tuần này, clan mình sẽ nội bộ cùng nhau cái khẩu súng PP 2000. Thì các bạn có thể xem qua được cái chỉ số của cái khẩu súng này. Đó. Và giờ chúng ta sẽ bắt đầu tạo phòng đấu để cho các thành viên bắt đầu vào trận, vào phòng để tham gia. Và hôm nay mình sẽ làm 3 trận thôi. Ok. Và map đấu đầu tiên mình sẽ chọn là map Vị Hồng Lan này. Thì từ khi update thì mình cũng chưa làm cái clip về cái map này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu test cái súng như thường lệ thôi. Kiểm tra tất cả các thành viên xem có trang bị cho mình cái khẩu súng PP 2000 không. Thì các bạn để sở hữu được cái khẩu súng này thì đơn giản thôi mà. Các bạn làm 8 nhiệm vụ trong này thì sẽ được tặng cái khẩu này một ngày. Sự kiện khá là hot. Thì ngoài ra các bạn có thể sở hữu được cái khẩu này vĩnh viễn bằng cách các bạn có thể mua trong shop. Và cái giá của khẩu súng này nó có giá là, mình không nhớ không nhầm, là tầm khoảng trên dưới 500 kim cương. Và mình cũng không hiểu sao cái khẩu súng SMG nó cũng khá là bình thường như thế này mà tại sao nó lại rất là đắt tiền luôn. Rồi bắt đầu nào. Ồ sao có vẻ như nhiều thành viên trong clan không ưa cái map này hay sao ấy. Đã yêu cầu mình đổi map đi chủ phòng rồi. Thì map đầu tiên mình sẽ là chọn map Trung Đông đi. Chẳng có nghĩa cái map Vị Hồng Lan nó rộng quá hay sao mà các thanh niên ngại gì mà. Rồi. Và trận đấu đầu tiên về cái khẩu súng PP 2000. Thì cái khẩu này thì nó cũng bị lỗi màu rồi. Mà các bạn có thể thấy nó màu trắng xóa luôn. Rồi. Và hôm nay clan mình sẽ nội chiến bằng cái khẩu này. Và bên cạnh đó mình sẽ đánh giá luôn về cái khẩu này luôn. Tại vì mình cũng chưa làm cái clip về khẩu này. Rồi, màn thứ hai, tuyệt vời. Thì các bạn có thể thấy là cái dòng SMG thì thường thì nó có cái tốc độ thì nó cũng khá là nhanh. Đấy cái gì đây? Và cái độ ổn định thì nó khá là cao rồi. Thôi xong rồi. Rồi. Thôi xong. Ôi lần sau nữa. Đáng lòng. Đấy, và như các bạn đã để ý thì khẩu này nó bắn thì nó cũng bắn cũng tương tự như mấy cái dòng SMG khác như MP5 hoặc là MP7A1 hoặc là TMP. Nói chung là nó cũng không khác gì nhau. Ngoại hình thì nó cũng như vậy. Lượng đạn thì nó không được nhiều, được có 30 viên thôi. Mà tại sao nó có những cái giá khoảng 500 kim cương? Mình cũng chưa biết được về cái sức mạnh và cái giá của cái khẩu súng này là nó nằm ở đâu. Rồi. Và mình thôi rồi. Và mình cũng không thích cái kiểu thay đạn của cái khẩu súng này lắm. Tại vì mỗi lần lên đạn thì đây các bạn thấy đấy, mỗi lần kéo cò thì nó che hầu như cái tay của nhân vật, nó che hết gần màn hình này. Mình cũng không thể nào mà quan sát được có con địch xung quanh mình không khi mỗi lần mình thay đạn, khá là bất lợi. Rồi. Ui rồi, hai shot nha, sướng nha, làm gì, ăn đồ. Con này đạn nó ít lắm, có 30 viên này. Ở cái lúc level 7 thì 30 viên. Thì không biết khi cường hóa lên level 9 thì nó sẽ được tăng bao nhiêu viên. Mình nghĩ là chắc cũng tăng được thêm 4 viên thôi. 4 hoặc 2 viên. Vậy thì ok. Rồi, nằm xuống nhưng mà gì nữa. Thay đạn này cũng không được nhanh lắm. Thay đạn cũng mất tụi mình. Ơi, còn tim máu này đâu rồi? Đằng sau mình nữa, đông thật. Làm gì đây? Rồi. Con này được cái nó rất là nhỏ gọn và rất là trọng lượng thì nó cũng rất là nhẹ. Nên là mình cầm con này
bay nhảy rất là xa và nhanh. Đấu đá nhau là cái gì? Đâu rồi, để anh xử lý ạ. Ghê thế kìa đấy. Để thế nào? Rồi. Ui trời ơi. Trời. Đấy, pha nắp bom vớ vẩn lại giết được mạng người. Rồi. Sau này thì có cái sát hại vào nó thì nó cũng à quên, sát hại thì nó cũng yếu thôi. 2-2-2-3 như các bạn vừa quan sát, mình đã cho các bạn xem điểm số, nhưng mà mình thấy cái tài trình của con này cũng khá là tốt đây. Thường thì MG tài trình nó khá là thấp, đứng xa thì nó không thể phát huy được cái sức mạnh với dòng MG rồi. Cầm đi đây em, rồi. Rồi, 19 mạng rồi. Còn một mạng nữa thôi. Kelly này. Xong rồi. Úi dồi ôi, sao đông quá. Từ khi update cái chế độ, update cái thêm cái số lượng người chơi 5 với 5 với cái chế độ này thì người số người tăng lên thêm 2 người cho nên là nó khá đông. Đâu rồi, bình tĩnh nào. Xong rồi. Úi dồi ôi, đùa nhau còn một mạng nữa mà sao mà cứ tên dày mãi nhỉ. Nào, đâu rồi, còn một mạng nữa thôi mà. Đấy rồi, thành như này. Nào, nằm xuống em. Được rồi. Cảm ơn thanh niên đã giúp mình kết thúc được cái trận đấu đầu tiên. Tôi giờ mãi nhẹ nhàng lắm. Ôi, thanh niên nào ấm lại. 4-14. Rồi ok, là mình sẽ thoát ra, mình tạo một cái phòng khác cho thanh niên, cho các thành viên chưa được tham gia để vào. Còn những bạn nào mà đã tham gia rồi thì đừng có vào nha, để dành slot chống cho cái người chưa được tham gia. Ok. Cái này mình cũng nói khá là nhiều rồi. Cái trận mà nội chiến clan là mỗi tối chủ nhật lúc 9 giờ thì mỗi người chỉ được tham gia một trận thôi. Không nên tham gia nhiều để cho các em chưa tham gia cho người ta tham gia với không tội nghiệp. Đấy, thanh niên nó đang khóc hù hù kìa, đáng lòng. Rồi, map thứ hai mình sẽ chọn là map Đông Nam đi. Cái gì đây? Mọi người bỏ SS đi, không là nó tự động vào trận đấu thì rất là phiền. Đây rồi, đây rồi. Là mình sẽ nhiệm vụ như thường lệ thôi, kiểm tra kho đồ. Ai mà không trang bị súng là mình sẽ sút ngay, không phải nghĩ ngợi nhiều. Ok. Đây rồi. Thì mấy cái mem này thì mấy cái mem cũ trong clan này rồi, tham gia cũng khá là nhiều cái trận nội chiến clan rồi, cho nên là hầu như các bạn ấy đều biết được và nắm rõ được cái nội quy này rồi. Nhưng mà mình phải kiểm tra được cho nó chắc thôi. Ok. Cái trận đấu thứ hai sau một hồi xếp sắp xếp người khá là lâu thì mình mới bắt đầu được trận đấu thứ hai. Ok. Ơi ai đây, có đùa. Thanh niên này tưởng đang chơi đặt bom hay sao, tưởng mình là quân đồng đội. Rồi, mặt đầu tiên nằm xuống nằm. Ôi trời, sao đấy, để ăn cái của mình ấy. Xong rồi. Rồi.
Ô thanh niên nào tầm qua 2000. Mình mê à? Trời ạ. Những bạn nào mình đã đăng những mình đã đăng cái khẩu súng của cái tuần này trên group thì các bạn nên chỉ sử dụng một cái khẩu súng đó thôi. Nếu các bạn nào mà sử dụng cái khẩu súng khác thì tuyệt đối mình sẽ đưa vào cái danh sách blacklist, là mình sẽ không cho tham gia bất cứ một cái trận đấu nào của các tuần tiếp theo nữa. Mình đã nhắc trước rồi. Mọi người đều tham gia một mọi người đều tuân thủ một cái khẩu súng, mà có mỗi mình dùng cái súng khác thì chơi vậy là không đẹp. Ôi lát thế nhỉ. Ôi pin kìa, pin nhảy liên tục, pin nhảy 100/100 liên tục rồi đấy. Ôi lát thế nhỉ, sao trận đấu thứ hai này lát vậy. Rồi lần thứ ba làm xuống nhẹ. Đấy rồi đấy, bình tĩnh, đâu thì sẽ có đó. Đấy, kìa. Đấy, này, nhìn cái gì đây? Ăn được. Đấy, bỏ mẹ ăn đi. Ăn bỏ mẹ. Rồi. Ôi dồi ôi. Lại hết rồi. Nhảy làm cái gì? Rồi. Rồi, lần thứ 3. Đâu nữa? Rồi, chết đi anh. Đấy, phải thế. Thì hầu như cái map ra dàn nào này thì đấy, map ra này thì nó tất cả thanh niên nhìn thấy mình là sao lại không bắn? Đùa nhau. Nhưng à? Hả? Thanh niên nhiều người nhỉ? Nào, vào đây em. Nào xuống. Rồi. Rồi, vào xuống đây rồi. Đây rồi. Thì cái map săn nam thì nó cũng khá là hẹp, cho nên là việc săn được những cái combo thì nó cũng khá là dễ dàng rồi. Đấy, nãy giờ mình bắn rồi bẩn, đấy, lên điện thoại rồi. Nào. Đây rồi, hai tên. Ui, bình tĩnh em ơi. Đi đấy. Tôi ăn được. Anh em cầm lục Nether Fire à? Đây đây. Đây rồi, đây này. Rồi, tuyệt vời. Úi dồi. Em ấy vừa mới hồi sinh. Đồng thế nhỉ, đằng sau mình nữa. Cũng chẳng biết tên địch đứng ở đâu luôn. Thắng mè. Ăn xuống. Rồi, có một mạng cuối thôi. Đấy sao chết luôn. Úi giời ơi. Cái này thì lục này. Ôi kìa. Cái này thì lục. Ăn đồ. Phát đây chung chung rồi mà lại mất có tí tiết này. Tại vì phát đây mình đứng ở cái khoảng cách nó cũng khá là xa, cho nên là mất được mấy chục máu rồi. Chết đi em. Nằm xuống. Rồi. Thấy chưa. Phát cuối này dùng dao chơi gọi là chơi đẹp. Rồi mà ôi giời ơi, sao mà hôm nay mình bắn sùng thế nhỉ? Qua hai trận đầu tiên thì đứng tốt cả hai trận này. Rồi là mình sẽ tạo trận đấu thứ ba. Và cái trận đấu này sẽ là cái trận đấu cuối cùng của cái trận đấu nội chiến của cái chủ đề tuần này. Rồi và cái trận đấu thứ ba này mình sẽ chọn lại cái map map cái gì nhỉ, quên. Đây mình làm ra này xem nó có anh em nào phản đối không. Rồi là mình sẽ bắt đầu test luôn rồi test luôn các con đồ của các thành viên đồng lan. Nhân này ở clan tốc zombie à? Clan tốc zombie thì không thể tham gia được cái trận đấu nội chiến clan này được. Cho nên là mình sẽ pick cái thành viên này ra, clan tốc zombie này. Rồi
Ok, mọi người bắt đầu edit để tôi tận tình để bắt đầu cái tình thứ ba. Nếu như mà anh em đều tuân thủ tốt được cái lập trường mà em mang theo cái folder xuống này thì mình đỡ phải test folder mất công lắm. Đấy, phần mềm này không mang xuống này, để mình tích thôi. Rồi, coi như là đã đầy đủ rồi. Rồi bắt đầu anh em bắt đầu edit, bắt đầu tình thứ ba rồi nè. Mình nghĩ là cái map thứ ba này nó diễn ra khá là lâu, tại vì map này mình đã chơi rồi, nó khá là rộng, rất là rộng luôn đấy, chứ không là khá là rộng rồi. Rồi hôm nay chơi cái map này luôn, coi như mình từ khi update cái map này cũng chưa làm cái clip về cái map này à. Ôi trời, map này rộng thế nhỉ. Đói rồi, đùa nhau sao vừa mới bắt đầu mà ông thông áp thôi rồi ông ơi. Chơi ông phải úa rồi một câu, hai lần quay đầu lại mà chiến nhau ấy. Rồi không hát nào được, ôi ổn lát kìa. Đấy, vừa ném bom vào đầu mà đợi mình có thể nhìn là mất ít máu này. Đây này, đúng rồi. Mày nói gì đây em, đứng lại. Đứng lại nào. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Rồi đập đúng là cái chỗ đang xảy ra xung đột vũ trang. Rồi và mình đã hóng rồi, cho nên là mình đã nằm xuống rồi. Ngu người. Đấy, bỏ mẹ ăn đi. Rồi xong rồi, cái map này mình cũng cảm biết mình cũng chưa quen được cái đường cho lắm. Lần giờ đây rồi, hai tên cái béo, tự nhiên là có hai tên hiến dân cho mình. Ôi giời, ông nào được mấy bạn kia. Rồi sau cái map này treo. Đứng đây. Đúng ạ. Rồi cái map này mình thấy treo khá là nhiều ảnh của các nhân vật nữ trong cái game tập tích này. Đây là, ví dụ như treo cái ảnh của thanh niên này này. Rồi cho anh thở. Tiếng súng ở đâu ấy nhỉ? Mình cứ nghe văng vẳng luôn đây mà mình cũng không thấy. Đây là đùa nhau. Ôi giời ơi, ông ơi, ông Nam chí tiếp hai rồi. Chết đẹp. Ăn đồ. Thắt lấy mà không chết à. Nào, đá đây. Nằm xuống. Nhảy nhót làm cái gì? Rồi. Một băng đạn nó giết được một tên. Xung ống gì đây? Chết đi. Rồi, tuyệt vời. Nói thật chứ mình chơi cái map này mình không thể biết được nào mà lần luôn. Quay sang bên này có một con địch, quay sang bên kia có một con địch. Quay 360 độ người ta rồi. Rồi tuyệt vời, hai mạng. Đáng lòng. Còn bị các thanh niên phong áp tên thế này thì vấn đề không còn gì thốn hơn nữa rồi. Nằm xuống. Thanh niên này vào hóng hả? Vào hóng đi, hóng đi, hóng đi, hóng đi. Rồi vào hóng là ăn ngay cái bên đạn ở đầu đấy, đừng có đùa. Rồi lỗ đi này. Giờ cái má này lỗ như một thằng ngáo luôn. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, lại mới hồi sinh. Ghê thật. Ôi ơi. Thì cái bắn này thì các bạn cần phải quan sát rất là kỹ. Đấy, cứ nghe cái tên súng xung quanh đây mà không biết địch đứng về cái vị trí nào. Còn lượn lờ nãy giờ không thấy đây nào này. Đây. Và bị móc sau không? Đùa nhau ông này. Rồi từ từ nào, ở đây. Ở đây. Đùa ăn đồ lắng mè nè. Đây rồi, nằm xuống. Chạy làm cái gì, nhảy làm cái gì.
Đây rồi, đây rồi. Đấy. Không quan sát là sẽ bị móc lắm. Ôi trời ơi. À, 29 mạng rồi. Rồi thì nó này chắc là mình không cầm được tốt rồi. Tìm mãi không có tên địch nào. Mạng số em này. Rồi. Cộng lại thêm lại toàn bị móc. Toàn bị không áp thế này thì chơi bời gì. Rồi. Tuyệt vời. 18 mạng. Được không? Yeah. Ôi trời ơi. Thành nhân Nam Còi đứng tốt cái trận đấu thứ 3 này rồi. Ba trận là đứng top, hai trận là coi như là đã thành công, nó mỹ mãn này. Và cái trận cái clip lần này thì mình cũng đã vừa test cái khẩu PP 2000 luôn, nhân cái buổi tối nội chiến Hà Lan thì các bạn có thể thấy được cái khẩu này, cái khẩu SMG PP 2000 này thì nó cũng không có gì đáng gọi là không có gì nổi bật cho lắm. Ok. Và nếu các bạn thích cái clip này thì hãy nhấn like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.